sương gió, rèn luyện thêm ý chí, giữ vững bao niềm tin, vượt gian nan thử thách là vượt lên chính mình. Lòng ta luôn khao khát, giữ vững bao niềm tin, vượt gian nan thử thách là vượt lên chính mình. Quyền Linh xin trân trọng chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Vượt Lên Chính Mình được phát sóng trên kênh HTV7 đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, chương trình Vượt Lên Chính Mình là một chương trình dành cho tất cả những hộ gia đình trên khắp vùng miền của đất nước đang gặp khó khăn, có ngành nghề, có vay vốn ngân hàng, cần có nhu cầu xóa nợ để vươn lên trong cuộc sống. Đến với chương trình thì bất cứ hộ gia đình nào cũng phải vượt qua một trong hai vòng thi để đến với vòng cấp vốn và vòng rút thăm may mắn. Hy vọng ngày hôm nay chúng ta sẽ thấy được những niềm vui của thí sinh tại xã Điện Phước, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Nhưng trước khi gặp gỡ thí sinh ở hai vòng thi thì Quỳnh Linh xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với những hình ảnh sau đây để hiểu hơn về hoàn cảnh của gia đình anh Trương Phú Một. Quảng Nam được biết đến như là đất địa linh nhân kiệt, nơi sản sinh ra biết bao tài danh hào kiệt cho đất nước và tinh thần hiếu học luôn rạng ngời. Quảng Nam, vùng đất được thiên nhiên ưu đãi với nhiều địa danh nổi tiếng, thế nhưng nơi đây cũng phải từng hứng chịu biết bao thiên tai và vẫn còn đâu đó người dân còn có cuộc sống khó khăn vất vả. Anh là Trương Phú Một, người con đất Quảng với biết bao thăng trầm. Đi bộ đội từ năm 1980 đến 1984, anh trở về lập gia đình và có ba người con. Thế nhưng hai người con trai phát triển không được bình thường như bao người khác. Hàng ngày, anh Một phải chắc chiêu từng đồng để lo việc học và chạy chữa bệnh cho con. Tuy mang tật từ nhỏ, đi và nói chuyện khó khăn, nhưng Hùng Anh vẫn luôn miệt mài theo đuổi học vấn. Em học toán và đánh cờ tướng rất giỏi, mơ ước sau này sẽ là một lập trình viên máy tính để sống có ích cho đời. Trương Phước Thiện thì mang số phận thương tâm hơn. Từ nhỏ, Thiện đã phải sống trong một cơ thể liệt hoàn toàn và không thể nhận thức được mọi việc xung quanh. Chị Trần Thị Lệ Hương từ khi sinh các con ra cũng chưa có một ngày thảnh thơi. Chị phải thường xuyên ở bên cạnh con, chăm sóc từng miếng ăn, giấc ngủ cho hai con bị bệnh. Rồi mới lo thế. Phải đường xa thì thấy cô yếu, khúc hạ giật mình, đồ thì hậu cũng sợ không bùi như nhà nữa. Những lúc rảnh rỗi, chị ra ven sông vung vén mảnh đất nhỏ. Cứ ngỡ với ba sào ruộng ông bà để lại, ít nhiều có được hạt cơm đắp đổi qua ngày. Vậy mà mấy năm qua, lòng sông Thu Bồn cứ làm sạt lở đất và làm cho cuộc sống gia đình chị ngày càng khốn khó hơn. Và niềm hy vọng to lớn của anh chị chính là người con gái, Trương Ánh Diệu. May mắn có được những điều tốt đẹp nhất mà anh trai và em út không có. Ánh Diệu từ nhỏ đã học rất giỏi, đạt nhiều thành tích cao trong học tập và nay em là sinh viên năm 3 trường Đại học Y ở Huế. Bởi em biết, em chính là tia sáng, là trụ cột tương lai cho gia đình khi bố mẹ không còn sức lao động. Em nghĩ là mình sẽ học kinh tế vì sau này em sẽ ra làm kiếm việc nhanh hơn. Mình học chỉ 4 năm thôi, em không nghĩ là sau này mình học Y. Nhưng mà được động viên ba mẹ rồi, thầy cô nữa. Thì em quyết định đi học Y và khi bắt đầu học thì em cảm thấy thích nghề này hơn. Vậy nghĩ sau này em có thể giúp đỡ được anh và em của em nhiều hơn. Học Y thì rất tốt, mà ba mẹ thì cứ chịu nắng lũ cho em. Anh thấy em có lỗi với ba mẹ, tại vì em không giúp được gì cả. Em chỉ biết học thôi, cố gắng học để em nhận tiền học bổng, đỡ đần được phần nào cũng tiền ba mẹ gửi. Bây giờ em chỉ mong ba mẹ và anh của em được khỏe mạnh thôi. Sau này em mong được đền đáp công ơn của ba mẹ, giúp đỡ cho anh và em của em. Mong sao những mơ ước về ngày mai tốt đẹp hơn của gia đình anh Một sẽ trở thành hiện thực.
Có thể nói chúng ta vừa đến với một đoạn phóng sự hết sức xúc động về một gia đình lớn, một cái tình yêu thương lớn của một người đàn ông dành cho tất cả những thành viên trong gia đình. Tất cả những khó khăn, vất vả, những cay đắng của cuộc đời đã biến thành một động lực để giúp cho anh Trương Phú Một vượt qua tất cả khó khăn trong cuộc sống và đem đến cái tình yêu thương nồng thắm với tất cả những thành viên trong gia đình. Ba người con, nhưng hai người con chẳng may bị bệnh bại não và chỉ còn một người con gái, đó là niềm tin trong cuộc sống, đó là tương lai của cả gia đình. Và ngày hôm nay chương trình Vượt Lên Chính Mình có mặt ở đây mong chia sẻ với gia đình anh Một những điều đó. Chúng ta cho một tràng pháo tay chào đón gia đình của anh Trương Phú Một và chị Trần Thị Hương. Xin chào anh ạ. Chào Nguyễn Linh. Hiện nay thì công việc của anh mỗi tháng như vậy thì được bao nhiêu tiền anh? Mỗi tháng cỡ 2,5 triệu, nhưng mà công việc nó cũng không đều, nên thoảng nó thất nghiệp thì phải ở nhà. 2,5 triệu rồi làm sao đủ tiền để lo cho cả nhà thế này anh? Bây giờ hoàn cảnh tạo cho mình như vậy rồi thì mình phải cố gắng để vượt qua trong cuộc sống thôi, chứ còn không biết như thế nào nữa. Nhưng mà cũng nhờ có sự quan tâm của chính quyền địa phương, của bà con nhân dân hàng xóm thì gia đình cũng vơi đi ít nhiều. Như vậy có đủ tiền để đóng tiền học phí cho con gái không? Thì cũng gia đình cũng tiết kiệm dành dụm để lo cho cháu, chứ cháu rất hâm học. Rất là ham học đúng không? Có khi nào mà chúng ta thiếu, túng thiếu quá chúng ta quyết định là định cho con gái nghỉ học không? Dù túng thiếu nhưng mà gia đình cũng quyết tâm và cho con gái học cho bằng được. Và như vậy là anh cố gắng làm sao để đứa con gái không bị nghỉ học và sẽ trở thành một cái nhân tố cho tương lai trong gia đình đúng không anh? Dạ. Anh mong muốn điều gì đến với gia đình mình trong lúc này? Mong muốn cho mình có sức khỏe để lo cho các cháu, và các cháu ngày một được khắc phục được tình trạng thiểu năng hệ vận động như thế này. Anh có được sự tư vấn của bác sĩ tại sao lại sinh hai đứa con lại đều bị bệnh bại não không anh? Bởi vì là khi mà anh đi bộ đội, tức là đã nhiễm chất độc trong nguồn nước của mình sinh hoạt, cho nên là khi mà sinh ra thì các cháu trai đều bị. Bác sĩ bảo rằng cháu gái thì không bị, nhưng mà cháu trai thì bị. Cho nên gia đình không thể là nói gì hơn. Bây giờ thì có khá hơn lúc trước không anh? Nếu như mình cố tình mình đóng những cái dụng cụ cho cháu tập luyện thì cháu sẽ khá hơn. Hy vọng một ngày sắp tới đây hai cháu sẽ vận động nhanh nhẹn hơn và sẽ tỉnh táo hơn rất là nhiều. Cảm ơn anh. Đây là một con gái duy nhất trong gia đình. Bao nhiêu gánh nặng chắc chắn đang gọi là đè lên vai của em ha. Một cái tương lai gia đình em nghĩ như thế nào? Tương lai gia đình thì em nghĩ là phụ thuộc vào em, cho nên em sẽ cố gắng học, cố gắng hết sức mình. Em mong muốn là gia đình của em là thật nhiều sức khỏe. Em muốn là em mau chóng có việc để giúp đỡ phần nào cho gia đình của em. Rồi chúng ta trở lại với anh Một. Khi tôi nói chuyện thì hình như anh muốn khóc đúng không ạ? Đúng rồi, đúng rồi. Anh đang suy nghĩ điều gì? Suy nghĩ về tương lai của các con như thế này. Tương lai mình mai sau sẽ như thế nào? Nếu như mình còn sống đây thì mình còn lo cho các con được. Còn khi mình đâu có vấn đề gì rồi thì tôi nghĩ cuộc đời của nó, chắc đồng nghiệp cho cuộc đời của nó. Kính thưa quý vị, đây tôi nghĩ rằng là một người đàn ông lớn trong gia đình, một trái tim lớn, một tình yêu lớn, dành tất cả những cái gì cao đẹp nhất, quý giá nhất cho những đứa con trong gia đình. Và ngày hôm nay Vượt Lên Chính Mình đến đây cũng mong chia sẻ một chút gì đó với gia đình của anh Trương Phú Một. Anh sẽ đến với hai vòng thi để xóa đi số nợ là 5 triệu đồng thưa quý vị. Và bây giờ thì Quỳnh Linh xin mời quý vị, chúng ta sẽ bắt đầu vòng 1 của chương trình Vượt Lên Chính Mình. Chúng ta sẽ bắt đầu với vòng 1 của chương trình Vượt Lên Chính Mình. Với 1 phút 30 giây, anh Một sẽ có nhiệm vụ như thế nào đây để xóa đi số nợ là 2.500.000 đồng. Thưa quý vị, đây là những cái cây gỗ làm nhà của đồng bào Cơ Tu. Ở đây người ta gọi là cái mộng đúng không anh? Đây quý vị thấy cái mộng đó, anh Một phải cưa nó như thế này. Ở đây cái cây chưa có gì hết, sau phút bao giây anh sẽ cưa hai cái mộng hai bên đây. Nếu như lấy hai cây này ra nó giống như thế này, có nghĩa là anh sẽ hoàn thành nhiệm vụ và xóa đi 2,5 triệu. Rồi xin mời anh kiểm tra đồng hồ. Đây anh Một. Không không. Rồi chuẩn bị 1 phút 30 giây để làm hai cái mộng xóa đi số nợ 2,5 triệu. Bắt đầu. Tôi đã bấm đồng hồ và công việc bắt đầu. Trời ơi, cố lên. Quý vị vỗ tay thật lớn quý vị. Ủng hộ tinh thần cho anh Một. Cố lên. 1, 2, 3, 4, 5.
cố lên anh Một. Đây là cơ hội để cho anh bước vào vòng trong nữa. Đang gặp trục trặc, đang gặp trục trặc. Có thể nói là những cái chi tiết này tôi nghĩ rằng nó sẽ làm anh không còn cái thuận lợi. Cố lên nữa anh. Cuộc sống luôn luôn có những trục trặc như vậy, có những khó khăn như vậy. Nhưng nếu chúng ta cố gắng thì còn rất ít thời gian. Cố lên anh. Rất hồi hộp ha. Cái mộc đầu tiên, cái mộc thứ hai. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Cố lên anh. Rồi chán lên. Bình tĩnh anh Mộc ơi. Tôi, quý vị thấy cũng đang rất là lo cho anh Mộc. Cố lên anh. Đến bây giờ anh không đưa cái lưỡi cưa vào được nữa. Cố lên, nhanh lên. Tôi nghĩ rằng là không thuộc lại chút xíu nào cả vòng một này. Rồi, hai cái đầu mộng đã được rồi. Có lẽ rằng khán giả cũng đang rất là hồi hộp bởi vì nó quá nhiều trục trặc, chỉ có 1 phút 30 giây thôi. Xin mời anh kiểm tra đồng hồ luôn. Mời anh. 1 phút 36 giây. Thưa quý vị, cuối cùng thì anh Một đã thất bại vòng 1, 1 phút 36 giây bởi vì quá nhiều áp lực. Có thể nói là cuộc đời luôn luôn có những áp lực như vậy, đôi khi có những cay đắng. Nhưng nếu như chúng ta vững tin hơn, chúng ta thoải mái hơn và chúng ta cố gắng có một niềm tin nào đó sẽ vượt qua tất cả mọi gian nan. Hy vọng rằng ở vòng 2, anh Một sẽ chiến thắng. Tôi mong là như vậy và tôi nghĩ rằng quý vị cũng mong như vậy. Chúng ta hãy cho tràng pháo tay để ủng hộ, củng cố tinh thần cho anh Một. Sốt xuất huyết có thể giết chết con em chúng ta, nhưng vẫn có cách để ngăn chặn muỗi hiệu quả. Bởi vì muỗi phải hút máu người để sinh sản. Tháng 8 này cùng chúng tôi hành động phòng chống sốt xuất huyết. Hãy cùng sử dụng sản phẩm chống muỗi hiệu quả như sốt phèo mỗi ngày, không có máu, muỗi không thể sinh sôi. Nhận sốt phèo miễn phí tại các bệnh viện, đăng trên website Cục Quản lý Môi trường Y tế. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Mình phải đi sớm, chọn đồ tươi ngon nhất. Chẳng ngại nấu nướng công phu, miễn là bé có bữa ăn giảm vui. Từ kinh nghiệm nuôi con ăn dặm của các mẹ, kết hợp với khoa học dinh dưỡng, chúng tôi đã tạo ra Nuti IQ bột ăn dặm. Bổ sung prebiotic, DHA, taurin và lutein. Nuti IQ bột ăn dặm giúp bé ngon miệng, tiêu hóa, hấp thu tốt để bé phát triển cả thể chất và trí tuệ. Lấy anh đi. Cưới anh đi. Lấy anh ấy. Làm vợ anh nha. Có về già nấu về ngay. Đây là hai người đàn ông tôi yêu quý nhất. Nhìn con yêu vui chơi thoải mái, thỏa sức vận động, tôi hoàn toàn an tâm và tin tưởng vào chất lượng vượt trội của tác phẩm Unidry. Với khả năng thấm hút tối đa, khô thoáng, mềm mại, vừa vặn thoáng khí, tạ khuôn Unidry là lựa chọn phù hợp cho tôi chăm sóc con bằng tất cả yêu thương. Unidry, cùng bé yêu năng động suốt ngày. Unidry, growing together. Phải trắng hơn, như Thai Plus. Thai hả? Không phải Thai, Thai Plus mới và tốt hơn. Với thêm 80% hoạt chất giặt trắng, giúp dễ dàng loại bỏ vết bẩn, khiến nước giặt đục hơn. Và áo trắng hơn hẳn. Thai Plus mới và tốt hơn. Trắng hơn bao giờ hết. Thưa quý vị, chúng ta đang đến với trò chơi dành cho hai đội trong ngày hôm nay. Đội nào chiến thắng sẽ nhận được 2,5 triệu và đội nào không chiến thắng cũng nhận được 1,5 triệu. Với trò chơi rất đơn giản, nhảy bao bố lấy chai Mod Life So Good. Đây vậy đây, đội nào lấy trước đội đó sẽ chiến thắng. Bên tay phải Quỳ Linh là đội 8A1 và 8A3. Hai đội đến từ trường Trung học cơ sở Trần Quý Cáp. Chuẩn bị, bắt đầu. Chúng ta bổ tay ủng hộ hai đội nhanh lên. Đúng rồi, đội nào nhanh. Nhanh lên. Cẩn thận. Nhanh nhưng mà cẩn thận.
lên. Đúng rồi, hết ca luôn, hết sức luôn. Còn có 3 chai nữa thôi, 3 chai thôi, còn 2 chai nữa, nghe lên. Đội nào nhận 2,5 triệu đây, đưa lên. Trời ơi, chết rồi. Tội nghiệp con gái quá, đợi chút xíu, cố gắng lên con, nghe lên. Hết là dữ luôn. Và cuối cùng chiến thắng thuộc về đội 831. Như vậy là chúng ta đã nỗ lực hết sức mình, phần trò chơi cũng rất là vui. Xin mời lãnh đạo địa phương, ông Đào Cúc sẽ trao 1,5 triệu đồng cho đội 8A3 và 8A1 nhận được 2,5 triệu đồng. Chúc mừng hai đội. Thưa quý vị, rất tiếc là chúng ta phải nói lời chia tay với gia đình của anh Một ở vòng 1. Chúng ta sẽ đón chào anh đến vòng 2. Hy vọng rằng vòng 2 anh sẽ nỗ lực hơn nhiều, bởi vì đây là cơ hội cuối cùng dành cho anh. Thưa quý vị, tôi đang cầm cây dù trên tay bởi vì trời nắng quá. Và cây dù nó chính là người bạn rất thân với chúng ta trong những lúc nắng nôi thế này. Trong lúc mưa gió, cây dù là người bạn vô cùng thân thiết. Và chính vì thế chúng ta sẽ giữ cho nó kỹ, bảo quản cho nó tốt để nó luôn luôn đồng hành với chúng ta. Và ngày hôm nay tôi đã có một cái nơi đựng cây dù. Đây là cái đế đựng dù. Chúng ta cắm cây dù xuống đây. Nó sẽ đẹp ha. Thì đi mưa đi nắng về để như vậy thì nó rất ổn định. Và ngày hôm nay thí sinh chúng ta sẽ làm cái đế giữ dù. Trong vòng phút 30 giây, anh Một và chị Hương sẽ có nhiệm vụ là ráp đế dù. Đây rất là nhiều cái thanh gỗ như vậy, không biết là đâu là cái đế, đâu là cái thân. Và phút 30 giây anh phải ráp đủ làm sao mà 5 cái đế dù đã nằm ở vị trí đó. Anh sẽ xóa được 2,5 triệu đồng. Quan trọng hơn nữa là anh đã chiến thắng và bước vào vòng cấp 4 và vòng rút thăm may mắn. Rồi, xin mời chị kiểm tra đồng hồ. Không. Tất cả sẵn sàng. Tôi nghĩ rằng bây giờ quý vị sẽ vỗ tay thật lớn nữa để động viên tinh thần cho gia đình em. 1, 2, 3, bắt đầu. Rồi, bây giờ chúng ta không có cua nữa mà chỉ gắp thôi. Gắp mộng vào, để cây dù. Vỗ tay thật lớn nha quý vị. Lên lên. 1, 2, 3, cố lên. Nhanh lên nữa, 1. Càng hơn càng tốt. Lên lên. Quan trọng là đáp thôi nha, đáp xong rồi tính. Nhanh lên, chỉ mới được có 1 cái thôi, bây giờ là 30 giây rồi. 30 giây mới có 1 cái à, chúng ta còn 60 giây nữa thôi. Ở những giây phút sau phải nhanh hơn nữa. Cái thứ hai, còn 3 cái nữa. Có chừng đáp lộn đầu lộn đuôi nhé. Đây là vòng 2, rất là căng thẳng. Tất cả mọi người đều căng thẳng chờ đợi. Lên, đây qua, cố lên, nhảy lên nữa, đây, nhảy lên còn có 10 giây lên, nhảy lên, còn 7 giây, cố lên, cái cuối cùng 5 giây, 5, 4, 3, cái này làm bằng gỗ gì anh? Cái này làm bằng gỗ quẩn. Gỗ quẩn hả? Gỗ quẩn mắc không anh? Cũng không đắt lắm. Dạ. Rồi chị thấy sao vòng 2 này? Rất là hồi hộp, lo nữa. Hồi hộp và lo, hồi hộp, căng thẳng. Và bây giờ đọc đồng hồ lại hồi hộp và căng thẳng hơn. Sợ anh chị thất bại, sợ anh chị không xóa được số tiền nợ đó, sợ anh chị không vượt qua những khó khăn. Rất là nhiều cái điều lo sợ nữa mà khán giả đang có mặt ở đây cũng đều cảm nhận tất cả điều đó. Hàng ngày anh vẫn cười thế? Vẫn cười để cho quên đi ngày nỗi đau của gia đình. Nụ cười sẽ quên đi tất cả nỗi đau đó. Đó là một cái niềm tin, là một cái nghị lực rất lớn trong anh. Chúng tôi mong rằng cái nụ cười đó sẽ tươi hơn nữa, nụ cười đó sẽ một nụ cười rất là đẹp, và một nụ cười đó là mừng cho gia đình chúng ta đã vượt qua khó khăn. Không biết có được như vậy không? Và bây giờ, đồng hồ quyết định điều đó. Xin mời anh đọc to lên, chuẩn bị, đọc to lên nha. Mời anh. 1 phút 25. 1 phút 25 giây. Quý vị,
1 phút 25 giây. Và 1 phút 25 giây đã là chiến thắng ở ngày hôm nay với gia đình của anh Mộc. Cuối cùng thưa quý vị, rất là nhiều niềm vui. Chúng tôi tin rằng niềm vui đó là niềm vui chung của tất cả quý vị các bạn. Chúc mừng anh một lần nữa. Và bây giờ chúng tôi xin mời ông Lê Chí Thái, Phó trưởng phòng lao động thương binh xã hội huyện, sẽ trao số tiền 2.500.000 đồng ở vòng xóa nợ 2 cho gia đình của anh Mộc. Xin mời ông. Xin chúc mừng gia đình. Estrogen ATM 2 dầu dưỡng chất thiết yếu, đặc biệt cung cấp Active SPS và Collagen cho trí tuệ minh mẫn, cơ thể khỏe mạnh. Con biết bí quyết của ba rồi. Estrogen ATM 2 trí tuệ minh mẫn sống trọn niềm vui. Phải trắng hơn, như Thai Plus. Thai hả? Không phải thai, Thai Plus mới và tốt hơn. Với thêm 80% hoạt chất giặt trắng, giúp dễ dàng loại bỏ vết bẩn, khiến nước giặt đục hơn. Và áo trắng hơn hẳn. Thai Plus mới và tốt hơn, trắng hơn bao giờ hết. Cho những người con, cho những người cha, chỉ với chiếc điện thoại trên tay, thật dễ dàng để gửi quà biếu cha mẹ, chăm sóc gia đình hay thanh toán hóa đơn. Bấm sau 123 thăng để đăng ký là bạn có thể chuyển tiền và thanh toán qua di động, thật an toàn, nhanh chóng và đơn giản. Bank Plus, chuyển tiền mọi lúc, thanh toán mọi nơi. Tôi muốn những giây phút thật hoàn hảo bên anh ấy. Và tôi chọn Dạ Hương. Dung dịch vệ sinh phụ nữ Dạ Hương với thành phần tự nhiên, an toàn, phù hợp sinh lý phụ nữ Á Đông, cho phụ nữ thêm khỏe mạnh, tự tin và hấp dẫn. Gìn giữ qua nhiều năm, phương thuốc cổ truyền trừ ho bổ phế, gia thêm các vị thuốc dân gian ô mai, vỏ quýt, mật ong. Kết hợp công nghệ bào chế tạo nên thuốc ho bảo thanh. Thuốc ho bảo thanh điều trị hiệu quả các chứng ho do dị ứng thời tiết, ho dai dẳng lâu ngày không khỏi do phế âm hư, ho cảm, ho gió, ho khan, ho có đờm. Bảo thanh bổ phế trừ ho, sản phẩm của dược phẩm Hoa Linh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Không dùng thuốc ho bảo thanh cho người mẫn cảm với thành phần của thuốc. Có thể nói là niềm vui đã vỡ hòa khi vòng 2 kết thúc với 1 phút 25 giây. Chiến thắng đó làm nước lòng tất cả khán giả đang có mặt ở đây. Tất cả mọi người đều hiểu được cái hoàn cảnh của anh Mộc và gia đình. Và họ cũng muốn chia sẻ với anh những cái nụ cười đó. Hy vọng rằng nó sẽ giúp anh thêm tinh thần và nghị lực hơn nữa trong cuộc sống. Và bây giờ thì anh sẽ đến với vòng cấp vốn của chương trình Vượt Lên Chính Mình với hai logo của các nhà tài trợ. Bên tay phải Quyền Linh, bột giặt sinh học Ola, trắng sáng thơm lâu, xoáy sâu vào từng vết bẩn. Tôn Hoa Sen, mái ấm gia đình Việt. Moistlight, diệt mũi, kiến dáng, Moistlight So Good. Sữa đậu nành Farmy nguyên chất, ngon sánh mịn, chắc khỏe xương. Thuốc thú y Bio, niềm tin trọn vẹn cho nhà chăn nuôi, do công ty Bio Phạc Makami sản xuất. Ống kẽm Hoa Sen, bền vững đến tương lai. Aqui GS, số 1 Nhật Bản, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Aqui GS Việt Nam. Kem đánh răng Doren, miệng môi tuyệt vời. Colusa Milliket, doanh nghiệp xanh vì cộng đồng. Giày Hù Kiệt, nhãn hiệu giày dép Bio Renkata, sản phẩm của công ty Hù Kiệt. Singenta Amistatop 325SC, hết bệnh hết lo, đầy kho lúa trúng, sản phẩm của công ty Singenta Thụy Sĩ. Ống nhựa Hoa Sen, dẫn nguồn hạnh phúc. Chúng ta sẽ chọn logo đầu tiên. Đây, anh chị nhìn đi. Chọn cho mình bất kỳ một logo nào. Xin mời anh chị. Hương diệt mũi Moistlight. Hương diệt mũi Moistlight. Rồi, Moistlight đúng không? Chúng ta sẽ rút Moistlight. Moistlight So Good. Diệt mũi, diệt côn trùng. Số tiền đầu tiên là 7 triệu đồng dành cho anh. Xin chúc mừng anh. Và tiếp theo, logo thứ hai. Chúng ta chọn một logo bất kỳ. Xin mời anh. Chọn cái dài. Cái dài Katha đó. À, dài Hù Kiệt không? Biore Katha đúng không? Rút ra. Số tiền là 12 triệu đồng. Đây, chúc mừng. Rồi, chúc mừng anh. Như vậy là ở vòng cấp 4 chúng ta đã nhận được số tiền là 19 triệu đồng. Thưa quý vị, chúng ta cho tràng hoa tay để chúc mừng anh. Chúng tôi xin mời ông Phạm Phú Hoang, Bí thư Đảng ủy xã, sẽ trao số tiền ở vòng cấp 4 19 triệu đồng cho gia đình của anh Mộc. Xin mời ông.
Thưa quý vị, với những nỗ lực và cố gắng của những đồng viên của tất cả khán giả đang có mặt trường quay thì anh Một đã nhận rất nhiều cái niềm vui trong ngày hôm nay, và hy vọng rằng ở vòng tiếp theo, vòng rút thăm may mắn, anh sẽ gặp thật nhiều may mắn. Một tràng pháo tay nữa chúc mừng anh Một. Thưa quý vị, tôi đã cầm trên tay một món quà cũng từ khán giả có mặt nơi đây ủng hộ cho anh, số tiền là 3.500.000 đồng. Xin thay mặt tất cả khán giả gửi tặng cho anh Một. Cảm ơn tất cả tình cảm quý vị dành cho anh Một. Và bây giờ anh Một và gia đình sẽ nhận thêm một món quà nữa, đó là một năm uống sữa miễn phí, sữa đậu nành Farmy. Đây. Gia đình Một sẽ đến với vòng rút thăm may mắn với 3 thùng phiếu sữa đậu nành Farmy, 1 phiếu 30 triệu và 9 phiếu 3 triệu. Aqui GS, 1 phiếu 30 triệu và 9 phiếu 3 triệu. Tôn Hoa Sen, máy ấm gia đình Việt, 1 phiếu 30 triệu và 9 phiếu 3 triệu. Rồi bây giờ ta sẽ rút. Xin mời. Xin mời chị. Đầu tiên sẽ là sữa đậu nành Farmy. Sữa đậu nành Farmy với số tiền là 3 triệu đồng. Rồi, chúc mừng. Tiếp theo là AQGS với số tiền là 3 triệu đồng. Tôn Hoa Sen, sổ tiết kiệm 30 triệu đồng. Xin chúc mừng. Wow. Đây, 30 triệu đồng. Đây là những món quà dành cho gia đình Một. Aqui GS 3 triệu đồng, sữa đậu nành Farmy 3 triệu đồng và Tôn Hoa Sen, máy ấm gia đình Việt trị giá 30 triệu đồng. Chúc mừng gia đình. Thưa quý vị, ngày hôm nay tôi nghĩ rằng trời cũng rất là nắng và cũng rất là vất vả, nhưng tất cả bà con có mặt ở đây để ủng hộ tinh thần, chia sẻ những khó khăn này với gia đình anh Một, và chương trình Vượt Lên Chính Mình cũng thế. Và chúc mừng anh cũng có một vài trục trặc, nhưng không sao, một cái kết rất là tốt đẹp. Tổng cộng trong ngày hôm nay, gia đình anh Trương Phú Một có 61 triệu đồng. Tôi xin trao toàn bộ số tiền này cho anh. Chúc anh và gia đình thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Với số tiền này thì anh sử dụng như thế nào? Với số tiền này xin lo cho cháu học và lo cho việc cải thiện chức năng của hai cháu này. Và nếu có điều kiện nữa thì sẽ chăn nuôi cặp bò. Xin cảm ơn anh. Chúc anh thật nhiều sức khỏe để tiếp tục lèo lái con thuyền gia đình đến một bến bờ hạnh phúc, một tương lai tươi sáng hơn nữa. Cảm ơn tất cả những tình cảm quý vị. Xin cảm ơn ba nhà tài trợ, đó là sữa đậu nành Farmy, Aqui GS và Tôn Hoa Sen, máy ấm gia đình Việt đã hỗ trợ và tài trợ cho chương trình Vượt Lên Chính Mình. Còn bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ đến ngân hàng để cùng trả nợ với anh Trương Phú Một. Lotteria. Nơi bắt đầu niềm vui. Lotteria. Hãy đánh thức tài năng của bạn cùng thử thách cùng bước nhảy mùa thứ ba ngay hôm nay. Khuấy động hứng khởi, nhảy cùng đam mê. Truy cập soyoutinhyougangang.vn để biết thêm chi tiết, tham gia biểu diễn ngay. Vũ điệu tuổi xanh đầy màu sắc, những hạt giống tài năng đáng yêu. Tầm tuổi bọn em nhìn sân khấu là chị khóc thét lên rồi, bọn em nhảy quá giỏi. Chú Thành hôm nay rất đẹp dài. Giám khảo hài hước, MC dí dỏm. Vũ điệu tuổi xanh tặng các bạn hàng triệu vé đi tuổi thơ. Đón xem Vũ điệu tuổi xanh 21 giờ chủ nhật hàng tuần từ ngày 13 tháng 7 trên kênh HTV7. Có những mảnh đời
buồn bã trong cuộc sống, có những mảnh đời chơi vơi trong sầu lo, ngày thâu đêm không biết đi tìm đâu, tìm cứu cánh giữa sóng xô biển sâu, ấm áp tình người hôm nay đang rực sáng, đường sẽ thênh thang nếu ta vượt lúc gian nan, từ trái tim ta khát khao luôn dâng đầy, giữ trọn niềm tin vượt lên chính mình. Vượt lên chính mình, hãy cố lên bạn ơi, vượt lên chính mình, đừng giây phút buông lời, vượt lên chính mình bằng niềm tin ý chí, thành công nhé bạn từ phút giây này đây, vượt lên chính mình, hãy vững tin bạn ơi, bằng bao nỗ lực để vươn tới tương lai, bình minh đến rồi một ngày mai tươi sáng, tự tin sức mình